đường nghịch thiên tập 149 Bây giờ trên người Khương Tư Nam có kim quang nhu hòa phát ra. Sau khi trải qua thống khổ vô tận của cựu u luyện tâm độ, Khương Tư Nam bỗng nhiên có một loại tâm tình nhẹ nhàng muốn khám phá hết thảy. Khuôn mặt của hắn bình tĩnh, không buồn không vui. Cả người tản ra quang mang thánh khiết. Hắn cảm giác được nguyên thần của mình càng ngày càng cô đọng, thân thể càng kéo căng ra. Cả người đã mang theo một loại khí chất bất hủ. Cựu u luyện tâm lộ này, nếu như ta đoán không nhầm, có lẽ là nơi tôi luyện tâm trí, khảo nghiệm đạo tâm, không biết có quan hệ gì với cái gọi là kiếm đạo không? Khương Tư Nam nói nhỏ, trong ánh mắt đầy lộ trong một tia vô cùng nghi hoặc. Đi cựu u luyện tâm lộ, màu đen quang mang trước mắt, càng ngày càng rực rỡ. Nơi đó mang theo một tia huyết sắc. Nơi này là nơi nào? Khương Tư Nam cất bước đi đến mảnh quang mang huyết sắc trước mặt. Rầm. Phảng phất như có thanh âm như sóng biển vỗ vào núi đá. Cuộn sóng ngập trời phóng lên, thanh âm kia càng ngày càng vang. Khi Khương Tư Nam hoàn toàn đi vào trong màn quang mang huyết sắc kia, hắn cảm giác được hư không xung quanh cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trước mắt là một mảnh huyết hải vô tận. Sóng lớn huyết sắc sông lên tận trời vô cùng đỏ hơn nữa ẩn chứa một loại vật chất thần tính có phù văn thần bí từ trong biển máu tràn ra tiếng rống to từ trong biển máu vang lên ẩn chứa một luồng ý chí bất khuất và tang thương phẳng vất như từ trong cổ xưa xuyên qua mà đến phát ra tiếng rống đình tài nhức óc bên tài khương tư nam đùng đùng huyết hải trước mặt trong thời khắc khương tư nam xuất hiện càng phát ra tiếng gầm thét mãnh liệt hơn huyết hải cuồn cuộn mà đến trong huyết quang tràn ngập phảng phất như có thân ảnh thần bí thoáng hiện trong đó khí tức của những thân ảnh kia vô cùng cường đại có người mặc da thú có người mặc áo giáp trong tay cầm đao kiếm búa rìu như một dòng nước lũ nghịch thiên mà lên chiến ý dâng trào trong tối tăm phảng phất như có một thân ảnh màu đen tà ác hắc ám bạo ngược mà cường đại va và chạm với những thân ảnh cường đại kia thiên địa giống như tấm gương bị phá vỡ kêu khóc phong vân cuốn động sương mù hỗn độn vô tận tràn ngập trên hư không không ngừng có huyết vũ rơi xuống không ngừng có hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh cường đại rơi xuống phía dưới cuối cùng như thác nước trút xuống tạo thành một mảnh huyết hải mênh mông nơi này được lưu lại từ sau đại chiến thượng cổ sao những tiếng rống giận gầm thét đời trước kia rốt cuộc là chiến đấu với ai khương tư nam lẩm bẩm tự nói nhìn thời không ấn ký lưu lại trong biển máu nhìn những đời trước đầu đội trời chân đạp đất khương tư nam cảm giác được huyết quản khắp người mình giống như muốn thiều đốt lên vô số nằm đã trôi qua rồi thời gian đã sớm bao phủ hết thảy nhưng mảnh huyết hải này vẫn còn đó hơn nữa còn tồn tại trong thiên kiếm tiên sơn chẳng lẽ muốn nói với ta điều gì khương tư nam suy đoán hắn ở trong biển máu bốn phía đều đào huyết lãng màu đỏ nhất thời cất bước đi về phía trước. Mặc dù hắn không rõ ràng cái gọi là huyết hải khảo hạch cuối cùng này tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Nhưng nếu đã đến nơi này vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Âm! Uhm. huyết hải chung quanh đột nhiên có một tầng hỏa diễm huyết sắc thiêu đốt. Ban đầu chỉ là một đóa hỏa diễm huyết sắc. Sau đó toàn bộ huyết hải cũng bắt đầu tiêu đốt. Hỏa diễm rừng rựng phảng phất như có thể hòa tan toàn bộ hư không. Đầu Khương Tư Nam ở trong đó, trong nháy mắt đã bị hỏa diễm huyết sắc bao phủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Hắn chợt phát hiện mình căn bản không cách nào ngăn cản những hỏa diễm huyết sắc này thiêu đốt. Bất luận là pháp lực hay là thần thông của hắn, giờ phút này đều giống như dội đầu lên lửa. Thế nhưng làm hỏa diễm huyết sắc càng phát ra thiêu đốt rừng rực. Nhân là huyết dịch màu vàng của Khương Tư Nam khiến cho bên trong huyết diễm thậm chí xuất hiện một tia kim quang thần bí mà mình mông. Nhưng hỏa diễm huyết sắc kia từng sợi theo lỗ trần lồng Khương Tư Nam chui vào trong tứ chi bách hải của hắn. Tóc của hắn đang thiêu đốt, tứ chi của hắn đang thiêu đốt, lục phùng ngũ tạng của hắn cũng đang thiêu đốt, móc của hắn đang thiêu đốt, cả người hắn đều bắt đầu thiêu đốt. Nhưng quỷ dị chính là Khương Tư Nam không cảm giác được bất kỳ sự đau đớn nào. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn cả người mình bị thiêu đốt. Cho dù nhục thể của hắn vô cùng cường đại chắc chắn, nhưng vẫn không cách nào chống cự được những hỏa diễm huyết sắc kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao cả người của ta đều bị thiêu đốt lên rồi? Khương Tư Nam kinh hô. Hắn cảm giác nếu như mình không ngăn cản, rất có thể hắn sẽ phải chết ở chỗ này. Hồng bông tàu hoa tháp giờ phút này phảng phất như yên lặng. Khương Tư Nam căn bản không cách nào triệu hồi đó. Loại cảm giác mất đi khống chế hết thảy, hết sức khó chịu. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nếu như đây thật sự là huyết hải lưu lại từ trận đại chiến thượng cổ, về những dòng máu huyết này có lẽ là máu huyết của những cường giả thượng cổ. Dĩ nhiên còn có máu huyết của địch nhân bọn họ. Không biết làm thế nào biến hóa thành mảnh huyết hải tồn tại trăm triệu năm này. Nhưng trong những máu huyết này Có một số khí thức đồng nguyên với ta Có một số hoàn toàn ngược lại Muốn hóa giải Chỉ có thể từ bản thân huyết mạch Khương Tư Nam nhanh chóng suy nghĩ Hắn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo Bắt đầu tìm cách phá giải Rắc rắc Trên người Khương Tư Nam Đã xuất hiện vết rạn chỉ chít Giống như búp bê sứ rạn nứt Hơn nữa Từ trong đó để lộ ra hỏa diễm huyết sắc loại cảm giác này thật sự rất kinh khủng không cảm giác được bất kỳ đau đớn nhưng lại trơ mắt nhìn cả người mình bị thiêu đốt hơn nữa không có bất kỳ cách xử lý nào để ngăn cản khương tư nam rõ ràng cảm giác được những vật chất tả ác nào đó trong biển máu chính là nguyên nhân dẫn đến cả người hắn bị thiêu đốt hơn nữa xuất hiện biến hóa không cách nào nghịch chuyển những tiền bối thượng cổ kia có ký thức cường đại vô cùng mạnh hơn khương tư nam vô số lần nhưng khi trình chiến Vẫn bị địch nhân dùng thủ đoạn đặc thù Làm cho bọn họ bị bốc cháy Cuối cùng tạo thành mảnh huyết hải tà ác này đây Ta không tin ta sẽ mất mạng ở chỗ này Trong ánh mắt của Cương Tư Nam Lộ ra một thiên thiên cuồng Hắn đột nhiên gầm thét Ngừng tụ tất cả máu huyết trên người Bắt đầu vận chuyển pháp môn của hồng bông tạo hoa tháp Kích thích bảy đại bổn nguyên Ở bên trong Dùng để đối kháng với hỏa diễm huyết sắc đang thiêu đốt có hiệu quả không? Trên mặt Khương Tư Nam lộ ra vẻ vui mừng. Hắn phát hiện khi mình kích thích bài đại bổn nguyên lực trong huyết mạch, những hoạt diễm huyết sắc kia trong nháy mắt trở nên yếu ớt, phảng phất như bị lực lượng thần bí nào đó áp chế. Vẫn đang thiêu đốt. Sắc mặt Khương Tư Nam vẫn rất khó coi. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù tốc độ chậm hơn, mình vẫn sẽ bị đốt thành tro bụi. Khi Khương Tư Nam đang hết sức suy tư, nên làm thế nào để phá giải những hỏa diễm huyết sắc này. Trong huyết mạch của hắn, bỗng nhiên có một quang vàng kim sắc nhàn nhạt, nhạt, hiện ra. Bản thân của hắn cũng không hiểu cho lắm. Âm! Cả người thường tư nam kim quang đại phát, huyết dịch của hắn như sóng lớn sôi trào, mãnh nhiệt mênh mông. Hơn nữa trong đó có bảy đạo xiềng xích kim sắc dựng lên ngang trời, phía trên các vô số phủ văn. Những phủ văn kia thật sự quá huyền ảo, từng hình phù văn đều ẩn chứa thiên địa ảo diệu vô tận vô số phủ văn đan vào nhau tạo thành bài đạo xiềng xích kim sắc tàn mát ra khí thức làm cho lòng người run sợ Bài đạo phủ văn kim sắc phẳng phất như theo tâm ý của khương tư nam mà động hơn được loáng thoáng có thể thấy trong huyết mạch khương tư nam vẫn có hai đạo xiềng xích ảm đạm đang niêm phong lực lượng thần bí nào đó đồng thời trong con người của khương tư nam có bảy viên tiểu thái dương chậm rãi xoay tròn, hết sức huyền ảo và thần bí. Sau khi bảy đạo xiềng xích kìm sắc hiện ra, trong cơ thể Khương Tư Nam bộc phát ra một mảnh phong bạo màu vàng. Nhất thời những hoạt diễm huyết sắc kia phẳng phất như có linh tính, kêu lên một tiếng thê lương, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bụi bay. Đùng đùng. Bảy đạo xiềng xích ngang trời dựng lên, huyết hải mãnh liệt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh tất cả hỏa diễm huyết sắc thiêu đốt cũng bị dập tắt toàn bộ. Trong huyết mạch của ta, phảng phất những có lực lượng thần bí nào đó có thể khắc chế hỏa diễm huyết sắc tà ác này sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia nghi hoặc, hắn lại nhớ tới trong ao cửu dương huyết, mình rất cơ duyên xảo hợp đã nhìn thấy mảnh thiên địa kia, hơn nữa còn mở ra niêm phong thần bí nào đó trong huyết mạch của mình. Nhưng hắn nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được, đó rốt cuộc là loại lực lượng như thế nào rắc rắc trong nhánh mắt một tia chớp bạch sắc chém vào hư không khi thức thần bí mãnh liệt kéo đến trong nhánh mắt cuồn cuộn nổi lên bao trùm lên khương tư nam khi khương tư nam nhìn thấy rõ tình hình hắn mới phát hiện mình đã đi tới một mảnh tinh không thần bí trước mặt xuất hiện một thân ảnh màu xám tro đây là chỗ nào khương tư nam kẽ sững sờ một khắc trước mình còn đang đứng trong biển máu, một khắc sau mình đã đi tới một tinh không khác. Xung quanh có vô số viên thải tinh thần bí chuyển động, điểm điểm tinh quang rơi xuống, thần bí mà tường hòa. Tiền bối... Khương Tư Nam vừa định nói gì, đang nghe thêm một tiếng thở dài truyền đến. Hai trăm vạn năm rồi, vốn ta cho rằng mình sẽ không chờ được nữa. Không ngờ lần mở ra tới một nghìn này lại mang đến cho ta một sự vui mừng to lớn đến thế. Thành ngầm giản đua mà nhẹ nhàng, mang theo thần sắc nửa vui nửa buồn. Đạo thân ảnh màu xám tro trước mặt, chậm rãi xoay người lại. Đây là một người trung niên dung mạo thanh liêm, thân hình cao gầy, mặc trường bào văn sĩ màu xám tro. Đứng dưới trời sao, trên người cũng không tản bát ra khí thức gì. Nhưng sau khi Khương Tư Nam nhìn thấy, lại bỗng nhiên cảm giác được phẳng phân như tất cả ngôi sao chư thiên đều đang xoay tròn chung quanh người này. Nhất là đôi tròng mắt của hắn, thầm thúy, thần bí, tăng thương và cao ngạo. Trong con người phẳng phất như có một thanh tiên kiếm kinh thế, kiếm quang lóe lên, thế giới mở ra, vũ trụ sinh diệt, hỗn độn từ giản đơn biến thành phức tạp. Vạn bối Khương Tư Nam, bài kiến tiền bối. Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên co rút lại, trong nhánh mắt nhận ra người trung niên áo xám này người này há không phải là người áo xám mình nhìn thấy trong thiên kiếm thạch sao một kiếm mở thiên địa một kiếm diệt cản khôn mình từng lĩnh ngộ được rất nhiều kiếm ý trong thiên kiếm thạch có thể nói khối hắc thạch đó đã phát huy ra tác dụng cực lớn khi mình đang nhỏ yếu mở ra bài đạo xiềng xích ở tuổi của người đã có thể coi là kinh diễm tuyệt luân rồi rất tốt người áo xám nhìn khương tư nam trong ánh mắt lộ ra một vẻ tán thành chậm rãi nói mày đạo xiềng xích sao khương tư nam khẽ sững sờ bỗng nhìn nghĩ tới điều gì đó tiền bối chẳng lẽ người đang nói đến vài đạo xiềng xích thần bí trong huyết mạch của ta sao mày đạo xiềng xích đó rốt cuộc là cái gì còn nữa tiền bối ạ à? nơi này là chỗ nào ta không phải đang tham gia khảo hạch cuối cùng của thiền kiếm tiền sơn sao tại sao ta lại ở đây thiền kiếm tiền sơn chính là truyền thừa tiền bối lưu lại sao ạ à? Khương Tư Nam nói ra tất cả vấn đề mình thắc mắc. Vấn đề của người đúng là nhiều đấy. Người áo xám kẽ mỉm cười nói. Thời gian của chúng ta còn nhiều, ta sẽ dần dần giải đáp cho ngươi. Đầu tiên, thiên kiếm tiên sơn đúng là truyền thừa của ta ở hạ giới. Ta là chủ nhân thiên kiếm, chỉ sợ ngươi cũng chưa từng nghe nói qua. Khương Tư Nam trong nháy mắt, nắm bắt được mấu chốt trong lời nói của chủ nhân thiên kiếm. Ánh mắt chợt lóe lên nói. Hạ giới à? tiền bố thật sự là người của tiền giới sao không sai ta chính là người của tiền giới bởi vì có chút nguyên nhân ta mới lưu lại truyền thừa ở đây ta chính là muốn lựa chọn một truyền nhân thiên kiếm tiền sơn ngàn năm mở ra ta là một luồng phân thần của chủ nhân thiên kiếm lưu lại nơi đây chính là để chờ đợi một tồn tại kỳ tích nào đó xuất hiện vốn ta đã sắp từ bỏ nhưng không ngờ lại gặp được ngươi chủ nhân thiên kiếm kẽ mỉm cười nói tiếp ngươi rất giỏi khi còn là người phàm đã khai mở bài đạo xưởng xích trong huyết mạch mình. Xem ra người rất có thể đạt tới cảnh giới mà tất cả chúng ta không đạt tới. Gặp được người cũng xem như đạt được tâm nguyện của bổn tôn. Ta biết người rất tò mò, bài đạo xưởng xích rốt cuộc là cái gì? Nhưng cái này liên quan đến bí ẩn thiên địa nào đó, cho dù là ta cũng không có cách nào nói cho người biết. Nhưng người chỉ cần biết, đó là công xiềng trong huyết mạch của ngươi, tổng cộng có 9 đạo. Người đã mở ra 7 đạo, đời đến khi toàn bộ chín đạo khai mở, người sẽ hiểu ngọn nguồn trong đó. Khương Tư Nam cười khổ, không cần đáp án của chủ nhân thiên kiếm, cho hắn cũng rất mơ hồ. Khiến cho kỳ vọng trong lòng hắn rơi vào trống không. Khảo hạch cuối cùng mà các người đang tiến hành chính là cách ta bố trí để lựa chọn truyền nhân. Nhưng bởi vì bài đạo xưởng xích trên người của người kinh động đến ta, cho nên ta mới mang người đến nơi đây. Những người cơ xuyên thâm hậu trên người của người đã có hồng bông tạo hóa tháp của lão gia hỏa thái sở kia hơn nữa người còn có lối đế tiên kinh tổng cương của cửu thiên ứng nguyên phổ hóa lôi thần thiên tôn Truyền thừa của ta chỉ sợ không thích hợp với người chủ nhân thiên kiếm nhìn thoáng qua khương tư nam rồi nói không thích hợp với ta sao khương tư nam nhất thời không biết nói gì nghe ý tứ trong lời nói của chủ nhân thiên kiếm hắn rất có thể là cường giả cùng cấp bậc với thái sở thiền đế vốn còn tưởng rằng không chừng vì mình khai mở vài đạo xiềng xích chủ nhân thiên kiếm mới trực tiếp giao kiếm đạo truyền thừa cho mình không ngờ hắn lại nói không thích hợp người không nên nản chí ủ rũ truyền thừa của ta chính là kiếm đạo thuần túy nhất cũng không thích hợp với ngươi nhưng tăng ngược lại có thể cho ngươi một chỗ tốt chủ nhân thiên kiếm mỉm cười nói khương tư nam vốn có chút chán nản thất vọng nhất thời ánh mắt sáng lên vội vàng nịnh bợ nói Văn bối cảm tạ tiền bối chiếu cố Lấy hai thanh kiếm của ngươi ra Khương Tư Nam sững sốt Nhất thời hiểu được chủ nhân thiên kiếm Muốn nói đến thái sơ kiếm và phong lôi kiếm Vội vàng lấy hai thanh kiếm này ra ngoài Bản thân hắn cũng có chút nghi hoặc Thái sơ tiền kiếm chính là kiếm thai trời sinh Tàn ra quang mang vô lượng Phía trên có phủ văn thần bí quấn quanh chiếu sáng tình không cả một phương Chủ nhân thiên kiếm sau khi nhận lấy Nhất lời khen gợi nói kiếm tốt đấy cho dù ở tiên giới cũng là bảo vật hiếm có thêm chút luyện chế chính là kiếm đạo sát phạt chí bảo nhưng mà ánh mắt của chủ nhân thiên kiếm rơi xuống phòng lôi kiếm khẽ mỉm cười nói phòng lôi kiếm này luyện chế quá kém thuộc pháp luyện chế cũng rất vụng về tại sao kiếm khí có thể luyện chế như vậy mặc dù thiên tài địa bảo không tệ nhưng lại mất đi sự tinh túy của kiếm khí khương tử nam nhất thời đỏ mặt Hiện giờ trong tu chân tứ nghệ, trận pháp và đan đạo của hắn coi như là mạnh nhất. Chỉ rừng luyện khí và chế phủ hơi kém một chút. Nếu đặt phòng lời kiếm ở đại thế giới thái sơ ban đầu cũng có thể xem là một thanh hoàng đạo linh khí không tệ. Nhưng chủ nhân thiên kiếm là tồn tại có nhãn giới thế nào? Trong mắt hắn, phòng lời kiếm dĩ nhiên là vật thu tục không chịu nổi. Thôi được rồi, gặp nhau tức là hữu duyên, ta sẽ giúp người luyện chế hai thanh kiếm này. Chủ nhân thiên kiếm khẽ mỉm cười, nhẹ tay vẫy. Nhất thời từ đằng xa bay tới một đạo lưu quang. Đó là một khối kim khí màu đen. Thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Nhưng lại có khí thức u ám, bạo ngược và băng hẳn phát ra. Thần bí đến mức khó lường. Đây là một vật tiền thiên ta có được trong hỗn độn. Cũng còn như có thể xứng đôi với thái sở kiếm thai. Ta sẽ luyện chế hai thanh kiếm này thành một viên kiếm hoàn cho ngươi nói xong trong tay chủ nhân thiên kiếm bỗng xuất hiện một ánh lửa chói mắt ngôi sao chung quanh phảng phất nhưng cũng trở nên huyết lệ tình quang phù tận phóng đến tay chủ nhân thiên kiếm làm cho ánh lửa kia càng trở nên hừng hực Tản ra quang huy thần bí màu xanh ầm thách sơ tiên kiếm phòng đôi kiếm cùng với mảnh kim loại đen trong tay chủ nhân thiên kiếm toàn bộ dung nhập vào trong ngọn lửa màu xanh hơn nữa trong tay chủ nhân thiên kiếm bắt đầu đánh ra vô số đạo ấn quyết, lộ ra vẻ vô cùng rơm ra và phức tạp. Nhưng thủ pháp luyện chế đó, theo Khương Tư Nam thấy, lại như một loại mỹ cảm lưu loát. Mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, hắn nhìn không hiểu, nhưng nhìn chủ nhân thiên kiếm luyện khí lại làm cho Khương Tư Nam có hiểu biết cực kỳ sâu sắc với phương pháp luyện khí. Dùng hợp, rèn luyện, khắc trận, loại phù, dẫn khí trừ thiền xúc tích, nuôi kiếm linh, tất cả mọi thứ đều vô cùng lưu loát. Thường từ năm thế khi chủ nhân thiên kiếm luyện chế thân sắc cũng trở nên nghiêm túc hơn nữa thân ảnh cũng có vẻ trong suốt hiển nhiên luyện chế một mạo vật như vậy đối với hắn mà nói tiêu hào cũng rất lớn mấy canh giờ sau khi ngọn lửa màu xanh trong tay chủ nhân thiên kiếm biến mất cuối cùng xuất hiện một viên kiếm hoàn màu đen thoạt nhìn chỉ lớn bằng hạt ngãn nhưng lại có kiếm khí vô cùng sắc bén phát ra đây là một viên âm dương kiếm hoàn chủ yếu nhất là nhờ sự giúp đỡ của hai Phật tiên thiên mới có thể luyện chế thành công. Sau khi người luyện hóa, sẽ biết được diệu dụng của nó. Bất kỳ lúc nào, người cũng phải dùng nguyên thần xúc tích nuôi dưỡng. Đây chính là bí pháp bất truyền của kiếm tông ta, là tồn tại trọng yếu căn bản nhất. Mặc dù ngươi không thể nhận được truyền thừa của ta, nhưng ta tin tưởng sau khi ngươi có viên kiếm hoàn này, ngươi cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tương đại của ngươi nhất định chứa nhiều gian nguy cho nên hết thảy mọi thứ còn phải dựa vào bản thân ngươi. Chủ nhân thiên kiếm trịnh trọng, giao âm dương kiếm hoàn cho Khương Tư Nam, chậm rãi nói. Tiền bối, người... Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, lẽ ra thần sắc vừa cảm động vừa lo lắng. Hắn phát hiện, thân thể chủ nhân thiên kiếm trở nên vô cùng trong suốt, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Chủ nhân thiên kiếm là một luồng phân thần của bổn tôn lưu lại nhưng vì luyện chế vì kiếm hoàn cho cương tư nam tiểu hào quá nhiều năng lượng tiểu hào quá nhiều năng lượng như vậy nhìn thấy hắn sắp sửa biến mất giữa thiên địa trong lòng cương tư nam cảm giác rất khó chịu đừng lo ta vốn chỉ là một sợi phân thần dĩ nhiên có sứ mạng tồn tại của ta hôm nay gặp được ngươi sau khi truyền thừa của ta để lại rồi ta cũng có thể an tâm biến mất nhưng nếu như còn có duyên người sẽ gặp bổn tôn của ta trên mặt chủ nhân thiên kiếm lộ ra một tiết trông đợi xin đạt tạ tiền bối khương tư nam cung kính tiếp nhận kiếm hoàn cuối người thì lễ nói nhưng hắn cũng không vội vã luyện hóa âm dương kiếm hoàn mà lại hỏi tiền bối người quyết định truyền thừa của mình cho người nào trong lòng khương tư nam có chút tò mò tiền kiếm tiền sơn mở ra ngàn lần đây là lần cuối cùng cũng biểu thị truyền thừa cuối cùng của chủ nhân thiên kiếm cũng sẽ được truyền lại Mặc dù Khương Tư Nam không có được truyền thừa của chủ nhân thiên kiếm, nhưng hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết truyền thừa rơi vào tay người nào. Năm người lĩnh ngộ kiếm đạo Trần ý đều là người hậu tuyển. Người nhìn xem, tất cả bọn họ đều đã xông qua cửa thứ bảy. Chỉ cần có thể qua cửa thứ chín là có thể tới đây. Chủ nhân thiên kiếm mỉm cười nói, tia sáng trong tay chợt lóe trong tình không nháy mắt xuất hiện hình ảnh của năm vị tiểu tiên vương truyền thừa cuối cùng của chủ nhân thiên kiếm trần chính ngoài cửa u luyện tâm lộ và cửa thứ nhất còn có tám cửa khảo hoạch kiếm đạo trong qua bởi vì huyết mạch trong cơ thể cương tư nam đặc thù đi tới biển máu quỷ dị cuối cùng trực tiếp được chủ nhân thiên kiếm dẫn đến nơi này mà thôi thiên phú kiếm đạo của năm người bọn họ cũng là kinh thế tuyệt luân trong thời gian ngắn ngủi đã linh ngộ được kiếm đạo chân ý hơn nữa có thể nói từ chất siêu tuyệt nếu không có gì bất ngờ xảy ra truyền thừa kiếm đạo của ta sẽ rơi vào một trong năm người bọn họ. Chủ nhân thiên kiếm mỉm cười nói, nhưng ta coi trọng tiểu tử tên quân lâm nhất, hắn chính là lĩnh hộ bổn nguyên kiếm ý, Bạn kiếm bổn nguyên quy về một kiếm, hoàn toàn phù hợp với lý niệm trong của kiếm tổng ta. Quân lâm mà, trong lòng cương tư nam kẽ đột cục, vừa rồi cảm giác được nhị đệ vương phú thần của mình, có lẽ có hy vọng, nhưng không ngờ chủ nhân thiên kiếm lại coi trọng quân lâm mình có thể thay đổi chủ ý của chủ nhân Thiên kiếm không? Tâm điểm Khương Tư Nam chuyển động cực nhanh. Hắn đương nhiên là muốn để cho Phương Vũ Thần đạt được truyền thừa. Nhưng liên quan đến vấn đề truyền thừa cuối cùng này, sợ rằng chủ nhân thiên kiếm sẽ không nghe theo ý kiến của mình. Nhưng tuy vậy, Khương Tư Nam vẫn có ý định thử một lần. Tiền bối, bản thân ta cảm giác quân tâm không thích hợp. Vận mệnh kiếm ý của Phương Vũ Thần với thích hợp đạt được truyền thừa của ngươi. Khương từ Nam kiên trì nói Vương Vũ Thần à Vẫn mệnh kiếm ý sao Ánh mắt chủ nhân thiên kiếm chợt bé Rơi xuống trên người Vương Vũ Thần Đang ôm còn phi mưu màu đam trong lòng Trên người của hắn Có khí thức của nhân quả thiên kinh sinh nhìn là người của Vương Gia Nhưng người của Vương Gia Không phải đều đảm mà ốm sao Làm sao hắn lại không chịu sự ăn mòn Của nhân quả chi lược vậy Ngược lại còn vui vẻ Đi tới thiên kiếm tiên sơn Còn lĩnh hội được vận mệnh kiếm ý thật là quái tai. Trong ánh mắt cửu nhân thiên kiếm lộ ra một tiếng nghi hoặc, nhưng hắn càng nhìn vương vũ thần, trong ánh mắt càng bắt đầu lấp lánh. Hay, tiểu tử này đã nhân quả thánh thể hiếm thấy, không trách con nhỏ như vậy, đã có thể tu luyện nhân quả thiên kinh. Hơn nữa còn tu luyện đến mức độ kinh người như thế. Bầy đạo hồ ly của vương gia từ trước đến nay là một đám người chỉ biết trốn sau lưng tính tính toán toán, một bụng ôm chuyện xấu chưa bao giờ thấy tham gia vào chuyện đánh nhau. Nếu vị tiểu bối vương gia này chiếm được truyền thừa của bổn tọa, vào kiếm thông ta, chỉ sợ sắc mặt của đám lão già của vương gia hẳn là rất đẹp, hay lắm hay lắm. Chủ nhân thiên kiếm lầm bầm lâu bông nói, đến cuối cùng hai mắt sáng lên, trực tiếp đắc ý phá lên cười. Tốt, kiếm đạo truyền thừa của bổn tọa sẽ giao cho vương phủ thần. Chủ nhân thiên kiếm trực tiếp quyết định, đây cũng là quyết định đúng đắn khương tư nam nhất thời trợn tròn mắt hắn vốn không hy vọng có thể thay đổi chủ ý của chủ nhân thiên kiếm dù sao lại tồn tại vô cùng tuyệt thế này khi tuyển chọn truyền nhân nhất định sẽ tâm trí kiên định không để người khác xen vào quyết định của mình nhưng vương vũ thần ta chỉ đệ của mình mình có có được cơ hội như vậy cũng phải làm cái gì mới đúng khương tư nam như vừa vặn nói ra chủ nhân thiên kiếm không ngờ cũng dễ dàng đáp ứng Nhân quả thiên kinh, nhân quả thánh thể, người của vương gia. Trong ánh mắt của cường Tư Nam lộ ra một tia tinh mang. Từ trong lời nói của chủ nhân thiên kiếm, hắn nghe được rất nhiều điểm mấu chốt. Hiện giờ xem ra gia tộc của nhị đệ không hề đơn giản. Ở tiên giới cũng là thế lực không thể xem thường. Hơn nữa, nhân quả thiên kinh và nhân quả thánh thể có thể có quan hệ đến tiềm điểm vận mệnh. Hẳn là hết sức lợi hại đây. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu quân đầm biết vì một câu nói của mình làm cho chủ nhân tiên kiếm thay đổi chú ý, chỉ sợ sẽ phát điên lên mất Quay miệng Khương Tư Nam thoáng hiện ra nụ cười. Chủ nhân tiên kiếm nhìn Khương Tư Nam cười nói. Mặc dù ngươi không có được truyền thừa của ta, nhưng âm dương kiếm hoàn này cũng không khác gì. Bên trong tích chứa dấu vết kiếm đạo của ta có thể giúp ngươi tham khảo đủ để cho người đột phá cảnh giới hiện giờ thôi được rồi ta phải đi tìm tên tiểu tử vương gia kia đợi sau khi bổn tôn giao truyền thừa cho hắn thiên kiếm tiền sơn này cũng hoàn thành sức mạng của mình khương tư Năm im lặng bỗng nhiên cảm giác có chút thương cảm hắn biết chủ nhân thiên kiếm trước mặt chỉ là một tia phân thần nên nhiệm vụ hoàn thành cũng không còn ý nghĩa tồn tại đến lúc đó không chừng sẽ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa sợ rằng đây chính là lần gặp mặt cuối cùng rồi Chủ nhân thiên kiếm phản phất Nhưng nhìn thấu Khương Tư Nam Trong ánh mắt thương cảm Khẽ mỉm cười nói Tiểu tử người đừng có buồn Cho dù ta biến mất Nếu có duyên Người nhất định sẽ gặp được bổn tôn của ta Chẳng qua ta hy vọng đến lúc đó Người đã trưởng thành đủ mạnh Đủ khởi động thiên địa một phương Người phải biết là Thế giới này sẽ phải thay đổi thôi Nói xong không đợi Khương Tư Nam nói gì Chủ nhân thiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất trong tinh không. Thế giới này sẽ thay đổi sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tiếng nghi hoặc. Hắn từng nghe được lời này từ Thái Sơ Thiên Đế, từ Lôi Đế. Hôm nay chủ nhân Thiên Kiếm cũng nói ra lời tương tự. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Con đường phía trước phảng phất như bị bịt kín bằng một tầng sương mù. Mảnh thiên địa này cũng trở nên có chút xa lạ. Khương Tư Nam cảm giác được một luồng khí đèn nén làm cho người ta thở không nổi tràn ngập ra. Bất kể là như thế nào, chỉ cần ta không ngừng đi về phía trước, cũng sẽ có một ngày ta sẽ tìm được tất cả đáp án thôi. Khương Tư Nam lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định lắm. Ông một tiếng, ông dừng kiếm hoàn tàn ra lưỡng sắc quang mang, hắc bạch rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Kiếm hoàn lớn bằng hạt nhãn trong suốt, lượng sắc quang mang hắc bạch đan vào nhau, thoạt nhìn hết sức là nhu hòa. Nhưng Khương Tư Nam lại cảm nhận được một loại kiếm ý cực kỳ khủng bố trong âm dương kiếm hoàn, phảng phất như bất cứ lúc nào vừa động là có thể xé rách thương khung. Phương pháp tế luyện kiếm hoàn, chủ nhân thiên kiếm đã nói cho Khương Tư Nam biết, dâm dâm. Nguyên thần lực bàng bạc của Khương Tư Nam trong nháy mắt bao quanh âm dương kiếm hoàn tiến vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Phẳng phất như dây đền sóng lớn kinh thiên, thần quang vô tận dâng lên. Khi nguyên thần lực của Khương Tư Nam dung nhập vào trong kiếm hoàn, âm dương kiếm hoàn đại phóng hào quang như một vòng thiệt dương kỳ dị treo cao trong thức hải. Vù vù! Kiếm khí ngang trời sắc bén vô cùng, hư không cũng nhộn nhạo sóng gợn. Nếu không phải thức hải của Khương Tư Nam đủ chắc chắn, sợ rằng trong nhánh mắt cũng sẽ bị mảnh kiếm khí này xoắn thành đát bấy. Một đường kiếm ý vô cùng cường đại bộc phát ra trong thức hải Khương Tư Nam. Rầm rầm. Trong hư không hỗn độn vô tận, chủ nhân thiên kiếm mặc áo xám xuất hiện trong hỗn độn. Hắn đưa lưng về phía Khương Tư Nam, đầu đội trời trên đạp đất, tự có một luồng khí độ của tuyệt thế cường giả. Hắn cử động, một kiếm quét ngang, đó là một đạo kiếm quang vô cùng kinh khủng kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm nhất thời thánh quang chiếu trọi thiên địa mang theo khí cơ sinh mệnh vô cùng vô tận trực tiếp chém vào mảnh hỗn độn này thành khí bay lên trong khí giảm xuống ngũ hành diễn biến âm dương chuyển động phảng phất như trong một kiếm này có sông núi ao hồ có hàng tỷ tinh không diễn biến có rừng đình vô tận bắt đầu sinh sôi nảy nở sự huyền ảo của một kiếm này không ai có thể nói rõ cho dù là Khương tư nam hiện tại vẫn cảm giác tâm thần chấn động sinh ra một loại cảm giác hùng vĩ mênh mông vù chủ nhân tiên kiếm lại chém xuống một kiếm ngang trời hỗn độn vô tận tràn ngập xương bù. kiếm quang hóa thành từng đạo xây xích rừng rực xỏ xuyên qua mảnh thế giới này sau đó trong kiếm quang vô cùng khủng bố tinh không của mảnh thế giới vỡ nát hư không biến mất một lần được quy về trong hỗn độn một kiếm sinh thế giới, một kiếm diệt càn khôn. Khương Tư Nam lại thấy được cảnh tượng kỳ diệu mình từng nhìn thấy trong hắc thạch trước kia. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, càng thêm rõ ràng chân thật, càng gần như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hai đạo kiếm ý vô cùng kinh khủng này, phảng phất như để lại dấu ấn trong nguyên thần Khương Tư Nam. Thời gian dần trôi qua, hai đạo kiếm ý quấn giao lại với nhau, sinh diệt dây dưa diễn biến thành âm dương lực cuối cùng hóa thành hai đạo tiên quang hắc bạch huyền ảo mà thần bí đây chính là âm dương kiếm ý sao hay đây chính là thủ hộ kiếm ý của ta khương tư nam lẩm bẩm tự nói trong ánh mắt phảng phất như có một vẻ hiểu ra hắn của xếp bằng trong tinh không thân sắc bình thản linh hoạt kỳ ảo quanh thần kiếm ý vô cùng vô tận càn quét phảng phất như tạo thành một phiến hư không phong bạo cuồng bạo vô cùng từ trong âm dương kiếm hoàn thoát ra một luồng lực lượng mênh mông bắt đầu cọ rửa nhục thể của hắn Việc mạch và pháp lực càng gợi hắn cũng bắt đầu sôi trào thiêu đốt ung ung đánh vào sâu cánh cửa bình cảnh vô cùng chắc chắn khương từ nam biết chỉ cần đánh vỡ cánh cửa bình cảnh kia là hắn có thể tiến vào một cảnh giới mới là có thể tiến vào trí tôn chi cảnh hư không rung động lôi đỉnh đan sen kim quang to lớn quét ngang tinh không Tân ảnh Khương Tư Nam lặng lặng ngồi xếp bằng đang phát sinh một loại biến hóa kỳ dị. Giờ khắc này, bao gồm năm vị tiên vương, tất cả cường giả có bởi viên thiên kiếm tâm màu vàng đều ra sức đánh cược một lần trong chín cánh cửa chủ nhân thiên kiếm lưu lại. Mỗi lần xông qua một cửa ải sẽ có linh ngộ kiếm đạo hoặc là phần thưởng tương ứng. Lúc trước Khương Tư Nam bởi vì huyết mạch đặc thù trực tiếp bị dẫn dắt đến biển máu quỷ dị cho nên cũng không thể trải qua đầy đủ chín cánh cửa khảo hạch. Hiện giờ người có tốc độ nhanh nhất chính là trùng tiền vương quân lâm. Hắn đã xông đến cửa thứ 8, vương vũ thần ở cánh cửa thứ 7, còn lại lục đạo thái tử, hàn tuyệt mệnh và diệp tích quân đều ở cửa thứ 6. Bọn họ thông qua những khảo hạch trạm các kiếm đạo cũng nhận được rất nhiều bảo vật. Nhưng tất cả mọi người đều không để ý đến những bảo vật này thứ mà bọn họ mong muốn chính là truyền thừa hấp dẫn vô cùng của thiên kiếm tiên sơn tất cả mọi người đều biết thiên kiếm tiên sơn là vùng đất truyền thừa do đại năng cường giả tiên giới để lại chỉ cần đạt được truyền thừa cuối cùng đến lúc đó chẳng những có thể nắm giữ thiên hạ thậm chí sau khi phi thăng tiên giới cũng có thể đi được rất xa vương phủ thần tốc độ của người quá chậm tên biến thái quần lâm kiệt đã vượt qua ngươi nếu người không cố gắng truyền thừa sẽ là của người ta đấy ở cửa thứ bảy con mèo lục lạc nằm trong lòng vương vũ thần lười biếng nói cửa ai này chính là vạn kiếm quỷ đồng tiên trận có khoảng hơn vạn đạo kiếm trận kinh khủng đan xen vào nhau chỉ có đột phá những kiếm trận này mới có thể tiến nhập đến cánh cửa thứ tám nhưng vương phú thần vốn có thể gọn gàng phá vỡ những kiếm trận này lại có vẻ có chút chủ quan khinh địch vì vậy con mèo lục lạc mới không nhịn được nhắc nhở. Cho dù truyền thừa thuộc về quân lâm thì thế nào, người cũng không phải không biết. Ta tu luyện nhân quả thiên kinh, lĩnh ngộ nhân quả chỉ đạo, làm sao có thể đủ phân tâm đi tu luyện kiếm đạo hoàn chỉnh. Đến lúc đó, lão tổ tông tiên giới biết được, sợ rằng sẽ lột ra ta ra. Trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của vương vũ thần, lộ ra vẻ tươi cười nói. Người không biết xấu hổ còn nói như vậy, biết mình tu luyện nhân quả chi đạo mà vì sao ngươi lại phần tầm để tĩnh ngộ vận mệnh kiếm ý hư vô mờ mịt gì đó đây căn bản không phải là thứ hiện tại người có thể chạm đến nhưng nếu người tĩnh ngộ được vận mệnh kiếm ý cũng nói rõ ngươi thật sự có duyên với truyền thừa của nơi đây nhưng ta phải nhắc nhở ngươi truyền thừa nơi đây vô cùng cường đại đấy chiếc lục lạc trên cổ con mèo theo cử động quay đầu của nó phát ra thành ngầm thành thúy nó có chút tức giận nói Tại tới thiên kiếm thiền sơn Chỉ đã vì tìm tư nam đại ca Xem có thể giúp hắn hay không Người cũng không phải đã không biết Tình cảnh bây giờ của hắn Hiện tại hắn là cái đích cho mọi người chỉ trích Ta cũng không ngờ đánh bệnh đánh bạ Lại tu thành phận bệnh kiếm ý Vương vũ thần cười khổ mà nói Con mèo lục lạc cũng hừ một tiếng nói Vốn người chuẩn bị đột phá trí tôn Nhưng người hay lắm Phần tâm đi đinh ngộ cái kiếm đạo vứt đi này Lần này thì xong rồi không biết lúc nào ngươi mới có thể đột phá Nhưng người nói cũng đúng Tên tiểu tử Khương Tư Nam kia Thật không thể cho người ta bớt lo Đến chỗ nào cũng gây chuyện Vương Vũ Thần cười nói Cho nên truyền thừa kiếm đạo này Ta càng không thể nhận Nếu không còn không biết lấy dính bao nhiêu nhân quả đây Ha 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 Vừa lúc đó trong hư không Bỗng nhiên vang lên một thanh âm hài hước nói Lấy dính nhân quả hử Ngươi cho rằng truyền thừa này người muốn cự tuyệt là có thể cự tuyệt sao? Vốn là bồn tọa còn chưa có ý định giao cho ngươi. Nhưng ngươi không cần, vậy thì ta lại càng phải giao cho ngươi. Tiểu tử tới đây cho ta. Người phương nào? Ánh mắt của vương vũ thần biến đổi, nhìn sâu về hư không. Trong con mắt bắn ra một đạo thần mang bảy màu. Không hay rồi vương vũ thần, xem ra ở thiên kiếm tiên sơn này còn có phân thần của lão quái vật lưu lại. Lần này chúng ta xong thật rồi. Con mèo hú lên quái gì, hai mong phút to lớn vội vàng che cặp mắt của mình, trực tiếp nằm gục trong ngực vương vũ thần. À, không ngờ thế giới này vẫn có tiền oát con nhà ngươi. thân ảnh chủ nhân thiên kiếm xuất hiện trước mặt vương vũ thần, ánh mắt rơi vào trên người con mèo, lộ ra vẻ tò mò. Tiền bối! vương vũ thần vừa định nói điều gì, nhưng chủ nhân thiên kiếm căn bản, không cho hắn cơ hội, trực tiếp phất tay áo, cuốn lấy hắn biến mất trong cánh cửa thứ bảy. Giữa ấy trời sao khương tư nam đang ngồi xếp bằng chín ngày chín đêm kiếm ý vô cùng cuồng bạo chung quanh người hắn trải qua chín ngày chín đêm toàn bộ đã bị thù liễm vào trong cơ thể hiện giờ thoạt nhìn Cương tư nam giống như một người bình thường không có chỗ nào kỳ dị cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra hai đạo thần quang trói mắt bắn về phương xa đôi trong mắt của hắn một đen một trắng thoạt nhìn hết sức kỳ quái phảng phất như ẩn chứa ảo diệu vô tận trực tiếp xuyên thủng hành ngôi sao phía xa, làm cho hư không cũng bắt đầu khẽ run. Khương Tư Nam nhẹ thở ra một hơi, tự trong tinh không đứng lên. Món nợ này đúng là khó trả đây. Trên mặt Khương Tư Nam lộ ra nụ cười đau khổ, nhưng trong ánh mắt có một loại phong mang vô địch. Sau khi tuyên hóa được âm dương kiếm hoàn, hắn mới biết được chủ nhân tìm kiếm rốt cuộc cho hắn một phần cơ duyên to lớn đến cỡ nào. Chính xác mà nói, âm dương kiếm hoàn trinh đạt tiên đạo trí bảo có chút giống bình khí lại có chút tương tự nguyên thần kiếm tu thuần túy cô đọng kiếm tâm cuối cùng tinh khí thần hợp nhất nguyên thần sẽ biến thành thứ tương tự kiếm hoàn kiếm hoàn có thể trưởng thành có thể hóa thành sát phạt trí bảo hơn nữa phòng ngự cực mạnh chém nguyên thần diệu dụng vô cùng chính đạt căn bản của kiếm tu mặc dù khương tư nam không phải là kiếm tu nhưng sau khi tuyển hóa được âm dương kiếm hoàn tương đương với có vật căn bản của kiếm tu, lợi dụng âm dương kiếm hoàn bộc phát ra lực lượng không kém gì kiếm tu thuần túy. Khương tư Nam lấy được âm dương kiếm hoàn, cho dù ở trong kiếm thông cũng là vô thượng trí bảo, đã dùng hợp với bản thân thủ hộ kiếm ý của hắn, khi nào muốn sử dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể huyễn hóa ra thay sơ tiên kiếm tới giết kẻ địch. Kiếm quang phân hóa, kiếm quang thành sợi, giết người trong vô hình, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Có âm dương kiếm hoàn, chiến lược của Khương Tư Nam tăng cường ít nhất là gấp đôi. Hơn nữa trong âm dương kiếm hoàn, tích chứa một luồng âm dương khí tiên thiên, trực tiếp giúp Khương Tư Nam đột phá bên cạnh hoang giả cảnh, đạt được nửa bước đến trí tôn chi cảnh. Chỉ cần rời khỏi thiên kiếm tiên sơn, sau khi vượt qua tài kiếp trí tôn là hắn có thể trở thành trí tôn trần chính. Khương Tư Nam nghĩ tới đám cường giả chi tôn bên ngoài Thiên Kiếm Tiền Sơn, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ cho bọn họ một ngạc nhiên rất lớn. Âm. Khương Tư Nam bước ra một bước, tinh không trước mặt giống như tâm cường tan vỡ, trung quanh tràn đầy khí lưu hỗn độn vô tận. Còn phía dưới Thiên Kiếm Tiền Sơn cao vút nhập vào trong hỗn độn. Khương Tư Nam trực tiếp rơi xuống bình đai trên đỉnh núi Thiên Kiếm Tiền Sơn. Lúc này hắn thoạt nhìn cực kỳ bình thường, ngay cả thiên kiếm tâm trên đỉnh đầu cũng biến mất, đã hoàn toàn dung hợp thành một thể với hắn, trở thành lĩnh cỗ kiếm đạo của bản thân Khương Tư Nam. Sở học của Khương Tư Nam có phần phức tạp, nhưng con đường hắn đi chính là một con đường tự nhiên, dung hội tinh túy bách ra, tạo thành con đường của mình. Hiện giờ bất luận là kiếm đạo hay là lôi đỉnh chi đạo, tất cả đều sắp nhập vào bên trong thân thể của hắn. Bây giờ Hồng bông Tạo Hóa Kinh là căn bản của hắn. Hiện giờ hắn đã tu luyện âm dương ngũ hành đến cảnh giới viên mãn. Trần Linh Biến cũng viên mãn. Cây tiếp chính đã biến thứ ba, thiền kiếp biến. Đời sau khi đột phá đến thiền kiếp biến, vượt qua thiên kiếp trí tôn cướp được, hắn chính đảm một vị trí tôn tuyệt thế. Như vậy là hoàn thành đại nghiệp. Ung ung Khi cường Tư Nam đang chìm trong suy tư, cả tòa thiên kiếm tiên sơn bỗng nhiên bắt đầu run rẩy phảng phất như có biến hóa kỳ dị nào đó phát sinh có một loại kiếm ý vô cùng sắc bén bao phủ trong lòng mỗi người chuyện gì đang xảy ra vậy ánh mắt của khương tư nam biến đổi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lộ ra thành sắc mừng rỡ sợ rằng truyền thừa của chủ nhân thiền kiếm sơn đã hoàn thành sứ mạng truyền thừa rồi khương tư nam mỉm cười tự nói hư không hôn đột trước mặt phảng phất như bị phá vỡ từng đạo thân ảnh trong nhánh mắt rơi xuống bình đài trên đỉnh núi. Trên mặt mọi người tràn đầy thần sắc thất kinh và nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ vốn đang ở trong cánh cửa kiếm đạo thứ 9, ra sức đi tới mục tiêu cuối cùng. Nhưng ai có thể nghĩ đến đột nhiên xuất hiện đại biến cố, truyền tống tất cả bọn họ ra ngoài. Tạm bơi sống đến cửa thứ tư đã bị truyền tống ra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng đến cửa thứ bảy, sắp sửa nhận được truyền thừa cuối cùng rồi, Tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ là đã có người chiếm được truyền thừa rồi sao? Mọi người nghi luận xôn xao, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và tức giận bất bình. Trong chuyện này, người có sắc mặt khó nhìn nhất chính là ba người quân thâm, lục đạo thái tử và hàn tuyệt mệnh. Bọn họ đều đã xông đến cửa thứ chín, nhìn thấy sắp sửa phá quan, đi tới phủng đất truyền thừa cuối cùng. Nhưng ai có thể nghĩ đến để đột nhiên bị truyền tống đến một nơi này chúng ta xuất hiện ở chỗ này chỉ có một nguyên nhân trong ánh mắt lục đạo thái tử rét lên phong mang lạnh lùng nói đó chính là có người đã đến được nơi truyền thừa cuối cùng của thiền kiếm tiền sơn cái gì rốt cuộc là người nào tất cả mọi người đều chấn động bắt đầu nhìn về phía nhau trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoài nghi bọn họ cũng dần dần tin lời của lục đạo thái tử Quả thật như thế, bọn họ từ trong khảo hạch bị truyền thống ra ngoài, chỉ có một lý do, chính là đã có người chiếm được truyền thừa. Vậy bọn họ tiếp tục khảo hạch cũng không còn ý nghĩa gì. Ánh mắt của quân lâm chợt lóe lên, rơi xuống người Khương Tương Nam. Ta nhớ khi chúng ta xuất hiện trên đỉnh núi, người đã ở chỗ này rồi. Tại sao người lại ra sớm hơn chúng ta? Hơn đưa thiền kiếm tầm trên đỉnh đồng hơi, vì sao không thấy đâu nữa? Giọng nói của quân lâm rất bình thản nhưng lại mang thêm một vẻ chất vấn cao ngạo không sai vì sao hắn đại xuất hiện ở đây sớm hơn chúng ta chẳng lẽ người nhận được truyền thừa chính là hắn sao hắn là ai vậy vì sao chưa từng nghe nói đến tên của hắn nhỉ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cương Tư Nam nhỏ giọng nghị luận ánh mắt của Cương Tư Nam khẽ động không ngờ đám người quân đâm lại biến mình thành đối tượng hoài nghi nhất thời cười nhạt nói tại sao ta lại xuất hiện ở đây Thiền kiếm tâm trên đỉnh đầu ta vì sao không thấy nữa căn hệ gì đến người chứ giọng nói cao ngạo của quân đâm khiến trong lòng khương tư nam chán ghét cái gì tiểu tư này lại dám chống đối trùng tiền vương chẳng đã chán sống rồi sao có người không nhìn được lên tiếng trong ánh mắt lộ ra vẻ hả hê vừa lúc đó khương tư nam phát hiện tôn thần bị mình đánh bại xuất hiện trong đám người đi tới bên cạnh quân đâm cùng kính thì lễ Chủ nhân, tiểu tử này chính là Khương Tư Nam, người chiếm được truyền thừa của Hồng Mông Tà Hóa Tháp. Tôn Thần nhỏ giọng nói với Quân Đâm, "Cái gì chứ?" Trong nháy mắt, ánh mắt của Quân Đâm thay đổi, hắn vốn chỉ hoài nghi theo thói quen, nhưng không ngờ thiếu niên nhìn qua có chút thanh tú này lại chính là Khương Tư Nam, nhất thời khiến trong lòng hắn sinh ra chút suy nghĩ. "Ngươi xác định không, không nhận lầm đấy chứ?" Tôn Thần cung kính nói. "Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối không nhầm đâu ta chính là bị tiểu tử này đả thương hơn được hắn đã chính miệng thừa nhận tốt quân đâm lạnh lùng nói trong ánh mắt nhìn về phía khương tư nam đã tràn đầy sát cơ khương tư nam vừa nhìn thấy tôn thần nhích tới gần quân đâm mặc dù không nghe được hắn nói gì nhưng từ thái độ cung kính của tôn thần cũng đã nhìn thấu có cái gì đó không đúng xem ra tôn thần này thật sự là thủ hạ của quân đâm, tin tức hồng bông tạo hóa tháp trên người của mình hắn khẳng định cũng đã biết. Vẻ mặt của Khương Tư Nam nghiêm nghị cũng bắt được trong ánh mắt quần đầm có một luồng sát cơ. Không đúng, người xem chúng ta còn thiếu một người. Vừa lúc đó ánh mắt hàn tuyệt mệnh chợt lóe lạnh trùng nói. Thiếu một người à? Không sai, chính là thiếu một người, thiếu đồng tiền vương vương vũ thần. Có người thoáng sững sờ nhưng ngay sau đó ánh mắt đảo qua một lượt, bốn vị tiểu tiền vương đều đang ở đây, nhưng chính là thiếu đồng tiền vương vương vũ thần. Vương Vũ Phần đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ truyền thừa cuối cùng đang ở chỗ của hắn. Có người kinh hô, mọi người càng nghĩ càng thấy là có lý. Xem ra truyền thừa cuối cùng thật sự rơi vào người Vương Vũ Thần rồi. Trong ánh mắt lục đạo thái tử lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn tu luyện lục đạo luân hồi kiếm ý, vô cùng tự tin có thể giành được truyền thừa cuối cùng, nhưng không ngờ cuối cùng lại không rơi vào trong tay của mình. Nhưng lúc này quân tâm đã không còn chú ý đến cái gọi là kiếm đạo truyền thừa mà tất cả được chú ý của hắn đều đặt trên người cương Tư Nam. Kiếm đạo truyền thừa của thiên kiếm tiên sơn mặc dù trân quý nhưng so với hồng mông tạo hóa tháp trên người Khương Tư Nam vẫn còn kém hơn một bậc. Tiểu tử, chẳng nghe nói người giết thủ hạ của ta còn xỉ nhục bọn hắn chẳng lẽ người thật sự không sợ chết sao? Có người quần thâm thon dài, mái tóc dài xõa sau gáy. Mặc dù thoạt nhìn khuôn mặt rất bình thường, nhưng cả người lại tàn ra một loại quang mang làm cho người ta không dám nhìn gần phảng phất như trung tâm của thiên địa vô cùng cường đại ánh mắt của hắn đành đùng nhìn Khương tư nam như một kẻ bề trên nhìn tôi tớ phảng phất như một đời của hắn có thể quyết định sinh tử của Khương tư nam chủ nhân chính là tiểu tử này đã đoạt rất nhiều kiếm nhai của chúng ta còn giết chết thủ hạ của chủ nhân kính xin chủ nhân báo thù cho bọn họ tôn thần dõng dạc chỉ vào khương tư nam lớn tiếng nói cái gì tiểu tư này lại dám giết thủ hạ của trung tiên vương à hắn thật đã ăn tim gấu gan báo rồi hôm nay xem ra không ai có thể cứu được hắn có người kinh hô ánh mắt giống như nhìn người chết nhìn khương tư nam nói không sai trung tiên vương chính là người mạnh nhất trong năm vị tiểu tiên vương bốn vị tiểu tiên vương khác đều yếu hơn một bậc tiểu tư này thật không biết sống chết có người phụ họa nói Khương Tư Nam khẽ cau mày Xem ra quần đầm quả nhiên biết thân phận của mình Không tính toán dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy Nhưng đều hắn biết trên người mình Có hồng bông tàu hoa tháp Chẳng lẽ hắn còn cho rằng Có thể dễ dàng bắt mình như vậy hay sao Khương Tư Nam cười lạnh nói Không sai Chính là ta giết Thu hạ của người muốn giết ta Chẳng lẽ lại không cho phép ta giết bọn hắn sao? Giờ phút này Khương Tư Nam phát hiện trong đám người này không thấy bóng dáng của đám người đại sư Huỳnh Mộng Thương Sinh. Trong ánh mắt dần hiện ra vẻ sầu lo, đã muốn xoay người rời đi, không muốn lãng phí miệng lưỡi ở chỗ này. Đứng đó, thanh âm lạnh như băng của quần lầm chuyển đến. Một mảnh thần quang trói mắt, trong nháy mắt lướt qua đỉnh đầu Khương Tư Nam, trực tiếp chém rơi xuống trước mặt Khương Tư Nam. Nó là một nạo kiếm quang vô cùng sắc bén, rơi vào trước mặt Khương Tư Nam tàn ra khí tức kinh khủng, phảng phất như chỉ cần Khương Tư Nam tiến thêm một bước, đạo kiếm quang kia sẽ không chút khách khí chém tới. Giết người của ta cũng không có một lời giải thích, đã muốn dễ dàng rơi đi như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi à? Quân Đâm bước ra một bước, tiến tới gần Khương Tư Nam, trong ánh mắt vàng mang vô cùng có chút sát khí tràn ngập ra. Lục Đạo Thái Tử, Hàn Tuyệt Mệnh và Diệp Huynh Thành khẽ cao mày bọn họ phát hiện quần đầm hình như vô cùng quan tâm đến thanh niên này. Cho dù thanh niên này có giết mấy tên thủ hạ của hắn, nhưng ở trường hợp này có cần thiết nhằm vào hắn như thế không? Ánh mắt của bọn hắn lóe lên, ánh mắt biến ảo, có chút nghi ngờ. Vậy người muốn thế nào? Khương Tư Nam cười lạnh nói, quỳ xuống tự phế tù vì, tao tất cả đồ trên người ra đây, có lẽ chủ nhân sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi. Tôn thần ở bên cạnh lạnh giọng nói, Lời của hắn chính là ý của ta đấy. Quân đâm lại tiến tới gần một bước. Kim quang trên người càng phát ra ánh sáng chói mắt. Mơ hồ có một loại khí thức của chư thiên kiếp đạo bổn nguyên tràn ra. Khương Tử nam giận quá thành cười. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc trào phúng. Hảo cho trùng tiên phương không có tầm thường. Nhưng nếu ta không nghe theo thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta hay sao chứ? To gan! Tôn Thần ở bên cạnh thét lớn nói. Khương Tử Nam, ngươi lại dám nói chuyện với chủ nhân của ta như vậy. Thật là không biết sống chết là gì. Lần này không ai có thể cứu ngươi được đâu. Ngươi nhất định phải chết rồi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam, bỗng nhiên có thật quang, hai màu hắc bạch bắn ra, đan vào với nhau trong hư không, như hai con trần lòng ngang trời mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, bắn vào trong ánh mắt của Tôn Thần. Tôn Thần kêu lên một tiếng thảm thiết, mặt giống như bị thứ gì đó đâm rách trong nháy mắt máu tươi chảy ròng nhức đầu nổi điên đau đớn thét vang trong nháy mắt tôn thần như rơi xuống hồ băng sâu sắc mặt trắng bệch hắn làm sao cũng không nghĩ tới khương từ nam dùng ánh mắt để có thể đả thương cặp mắt và nguyên thần của mình phải biết rằng mấy ngày trước đây hai người vẫn có thể đánh ngang tay mặc dù cuối cùng tôn thần chạy trốn chết nhưng giữa hai người cũng không có trình lệch quá lớn không ngờ chỉ mấy ngày trôi qua vậy khương Tư nam lại trở nên kinh khủng như thế lại dám làm trò hành hung trước mặt ta thật là muốn chết mà Ánh mắt quân đâm chợt lóe trong nháy mắt quanh người hắn cuốn động một luồng kiếm ý vô cùng mênh mông quang mang dâng lên bao phủ hư không tứ phương quân đâm lặng không và đứng trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương quanh người kiếm ý mênh mông như biển phẳng phất như đã trừ thiên kiếm đạo bổn nguyên khiến cho kiếm khí của mọi người trên đỉnh núi cũng bắt đầu ong ong kêu lên, phẳng phất như đang bái lại vua của bọn chúng. Đây chính là bổn nguyên kiếm ý sao, quả nhiên là bất phàm. Trong lòng Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, quần đầm quả nhiên có thực lực vô cùng cường đại. Nếu là lúc trước, chỉ dựa vào tu vi kiếm đạo của mình, Dần có thể không phải là đối thủ của quân đâm. Dù sao bổn nguyên kiếm ý quá kinh khủng, phản phất nhưng có thể điều động lực lượng kiếm đạo pháp tác vô tận chung quanh nắm trong tay hết thảy vù 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 trong tay quân lâm nặng kiếm quyết giữa chân bước tràn đệ bước thần bí phảng phất như một bột bước của hắn đều đặt lên trung tâm thiên địa nhất thời kiếm ý mảnh bồng vô cùng bắn tới hướng khương từ nam từng đạo kiếm quang giống như tiên kiếm trần thật nhất tàn ra ba động phủ văn thần bí mà sắc bén cảm thụ được luồng kiếm ý kinh khủng này trong ánh mắt mọi người xung quanh đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Mạnh thật, không hồ là trung tiên vương. Mọi người vừa than thở vừa dùng ánh mắt có chút thương hại hoặc có chút hả hê nhìn cương Tư Nam. Theo bọn hắn thấy, hiện tại cương Tư Nam đối mặt với bổn quyền kiếm ý kinh khủng như thế, chỉ sợ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lục đạo Thái Tử, Hàn Tuyệt Mệnh và Diệp huynh Thành, mặc dù cảm giác được quần lầm giống như chuyện bé xé ra to, lấy lớn hiếp bé tập trung đối phó một tiểu bối vô danh có phần quá đáng nhưng cũng không ngăn cản tất cả bọn họ đều rất ít nhìn thấy quân lâm xuất thủ hôm nay tình cờ gặp được dĩ nhiên cũng muốn biết chỗ lợi hại của quân lâm rồi nhưng mà bọn hắn cũng không phát hiện đối mặt với kiếm ý kinh khủng như thế thần sắc của khương tư nam vô cùng bình tĩnh đợi cho đến khi kiếm ý đầy trời khi tức tích lũy đến đỉnh điểm đỉnh núi khương tư nam mới nhẹ nhàng bước trong một bước trong miệng nhẹ nhàng phun trong một chữ diệt nhất thời trong đôi mắt của hắn ban trà hải đạo kiếm quang vô cùng trói mắt một đen bột trắng kiếm quang màu đen sâu thẳm như địa ngục ẩn chứa lực sát phạt mạo ngược kiếm quang màu trắng huy hoàng như mặt trời trí dương chí cương ẩn chứa lực tan biến cực hạn đây chính là thủ hộ kiếm ý mà khương tư nam từ lĩnh ngộ ra Xin nhìn hiện giờ kết hợp với âm dương bổn nguyên trong huyết mạch hắn cũng diễn hóa thành âm dương kiếm ý hắc bạch kiếm quang đan vào nhau phẳng vắt như một sợi dây xích vô cùng rực rỡ ẩn chứa lực lượng cường đại đột nhiên đụng vào bổn nguyên kiếm quang đầy trời âm âm kiếm quang vô tận bùng đổ, phun ra tứ phương chung quanh khương tư nam và quân lâm đều là kiếm khí tung hoành hai người vẫn không nhúc nhích y phục trên người bị gió kiếm lay động khí cơ của hai người cũng xây dừa lại với nhau trên khai một cuộc đại tỷ thí kinh thế một người là vô địch tiền vương nắm trong tay bổn nguyên kiếm ý một người là tuyệt thế chí tôn lĩnh cổ trợ âm dương kiếm ý hai người va chạm dây lên một luồng sóng biển triều dâng kiếm quang cũng đánh tan sương bù hỗn độn xung quanh mạnh quá ánh mắt của mọi người cũng đột nhiên trợn to luồng ba động kiếm ý vô cùng sắc bén này khiến cho bọn họ cảm thấy bị đè nén cực lớn sắc mặt cũng trở nên trắng bệch lục đạo thái tử và hàn tuyệt mệnh nhìn nhau ánh mắt cũng có chút ngưng trọng tiểu từ này mạnh thật hắn là ai tuyệt đối không phải là hạng người vô danh trong đầu hai người nhất thời điều hiện ra suy nghĩ như vậy người có thể đánh ngang tay với quân lâm không rơi vào thế hạ phong tuyệt thế cường giả như vậy ở đây nhất định sẽ có người biết hai vị đạo huynh các người có từng nghe nói thái sơ đại thế giới Có một thiếu niên tên là Khương Tư Nam Chính là chủ nhân của hồng bồng tạo hóa tháp chứ Vừa lúc đó Thanh âm của Diệp Khuynh Thành giống như tiếng chuông truyền vào trong lỗ tai của hai người Lục đạo thái tử và hàn tuyệt mệnh chấn động tinh thần Đồng thời nhìn về phía Diệp Khuynh Thành Người đã nói tiểu tử này chính là Khương Tư Nam sao Trách không được Hắn có thể đánh một trận với quần lầm Mà không rơi vào thế hạ phong chủ nhân của hồng mông tảo hóa tháp quả nhiên có chỗ hơn người lục đạo thái tử và hàn tuyệt mệnh cùng lên tiếng thán thán mấy câu bản thân của họ cũng có chút bất ngờ hàn huynh chẳng lẽ người không có cách nghĩ gì với hồng mông tảo hóa tháp quân tâm điều mạng như vậy chỉ sợ không phải bởi vì là khương tư năm giết thủ hạ của hắn mà là vì trên người khương tư năm có hồng mông tảo hóa tháp đấy trong mắt lục đạo thái tử lóe lên một tia tinh quang chậm rãi nói lục đạo ngươi không phải cũng muốn đấy chứ hàn tuyên mệnh liếc nhìn lục đạo thái tử thanh âm lạnh lùng đáp so với hồng bông tạo hoa tháp cái gọi là truyền thừa thiên kiếm tiên sơn có tính là gì bất kể thế nào khương tư nam cũng chết chắc rồi lục đạo thái tử cái cười gật đầu nói nếu thân phận chân thực của khương tư nam đã bị bại lộ vậy thì hắn nhất định sẽ thành đối tượng cho mọi người hợp công không ai không động tâm với hồng bông tào hóa tháp cả. Nhiều cường giả đồng thời xuất động như vậy, dù cho Khương Tư Nam có mạnh đến mấy, cũng chỉ biết nuốt hận. Uống chỉ sau khi xảy ra thiên kiếm tiên sơn, những cường giả trí tôn thủ ở bên ngoài kia, há sẽ để cho Khương Tư Nam bình yên rời đi sau. Đến lúc đó, Khương Tư Nam chính là địch nhân của toàn bộ thái sơ đại thế giới. Trên mặt Diệp huynh Thành che bằng lụa mỏng, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng vẫn ẩn ước thấy được da thịt trắng ngọc, dáng người thướt tha yểu điệu. Dung mạo Diệp Khuynh Thành tất cũng tuyệt thế khuynh thành. Giờ phút này, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Khương Tư Nam, trong mắt lộ ra một tia thần sắc vừa mê mang lại vừa phức tạp. Diệp tiên tử, ngươi hẳn là nhận ra Khương Tư Nam phải không? Lục đạo thái tử nhạy bén, bắt rơi được tia thần sắc kia của Diệp Khuynh Thành. Ánh mắt hơi khẽ động, nhẹ giọng cười nói không nhận ra chẳng qua có một chuyện các người chớ quên nếu không phải tranh thủ thời gian động thủ chờ cương tư nam đi ra khỏi thiên kiếm tiền sơn đến lúc đó các ngươi liền chưa hẳn đã có cơ hội diệp huynh thành nam Mạc nói thời gian mở ra của thiên kiếm tiền sơn là ba năm hôm nay chỉ mới đi qua mấy tháng mà thôi hàn tuyệt mệnh nhàn nhạt, nhạt đáp nói diệp huynh thành khe thở dài một tiếng đáp vậy thì chưa chắc phải biết là mấy vạn năm qua trung cực truyền thừa này sợ rằng chỉ có mỗi vương vũ thần là lấy được. Một khi trung cực truyền thừa hắn đạt đi, thiền kiếm tiền sơn liền mất đi ý nghĩa để tồn tại. Đến lúc đó nhất định có thể tùy ý thoát ly khỏi chỗ này. Các người thật cho rằng cương tư nam sẽ ngốc ở trong kia cho các ngươi đến đoạt học bồng tạo hóa tháp chắc. Ánh mắt của lục đạo thái tử và hàn tuyệt mệnh đều thoáng lóe lên. Thiếu chút nữa bọn hắn đã quên mất điểm này. Nếu vương vũ thần nhận được truyền thừa Đến lúc đó cấm chế thiên kiếm tiên sơn Cũng bị đánh phá Khương tư nam nhất định Sẽ lập tức ly rai khỏi nơi đây Bọn hắn liền mất hết hy vọng còn gì Khi trước bọn hắn còn có ý đồ Chờ quân lâm và khương tư nam liệu phải câu thương Giờ xem ra chỉ sợ quân lâm Mới là người tỉnh táo và quyết đoán nhất Trong số bọn họ Động thủ đi Lục đạo thái tử và hàn tuyệt mệnh cảm giác nhìn nhau sau đó đều lập tức xông thẳng lên trời đánh về phía khương tư nam nam tiên vương và bắc tiên vương đều ra tay tiểu tử này rút cuộc là ai sao lại khiến cho cả ba vị tiểu tiên vương đích thần vây giết chứ có người kinh hô một tiếng trong mắt mang theo thần sắc vô cùng kiếp sợ bởi vì hắn là khương tư nam chính tại tên khương tư nam có được hồng bông tạo hóa tháp người đã xem ba vị tiểu tiên vương vì sao phải vây giết hắn nào vừa lúc đó trong mọi người có một giọng nói vang lên. Thân sắc của tất cả mọi người đều chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một thanh niên mặc áo trắng, thoạt nhìn khí chất nhỏ nhã bất phàm. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn về phía Khương Tư Nam giữa hư không lại toát ra một tia lãnh mang. Tiếu chủ huyền không sơn khổng huyền. Hắn một câu nói toạc ra thân phận của Khương Tư Nam. Lúc này chứng kiến Khương Tư Nam có thể một mình đối chiến cùng quân lâm mà không rơi xuống hạ phong. Đô kỵ trong lòng khiến Khổng Huyền như muốn phát điên. Trung tiền vương quân lâm, đó là người mà Khổng Huyền hắn đều phải ngước mắt mà nhìn. Nhưng Khương Tư Nam tài cán gì, đức độ gì, đã có thể tương kháng cùng quân lâm chứ? Để khi nhìn thấy ba vị tiểu tiền vương đồng thời vây công Khương Tư Nam, Khổng Huyền đã biết, lần này Khương Tư Nam tất chết không thể nghi ngờ. Hồng bông tạo hoa tháp trên người của hắn, nhất định cũng sẽ rơi vào trong tay của người ta nội tâm của khổng huyền không khỏi trở nên điên cuồng hắn hồ đền thân phận khương tư nam là muốn khiến tất cả mọi người điên cuồng hỗn chiến thành một đoàn như vậy hắn mới có hy vọng đoạt được hồng bông tạo hóa tháp ngũ sắc thần quang không gì không quét được không bảo vật nào thoát khỏi nó cả dù có là hồng mông tạo hóa tháp trong lòng khổng huyền vẫn có vài phần nắm chắc quả nhiên sau khi nghe được lời của khổng huyền mọi người lập tức trở nên điên cuồng Khánh nhìn là Khương Tư Nam mà Khó trách ba vị tiểu tiền vương Lại liên thủ vây giết hắn Xem ra chính là vì hồng bông tạo hóa tháp Trên người của hắn Hồng bông tạo hóa tháp Đây chính là trọng bảo tiền giới nhất định phải đoạt được, giết Mọi người bắt đầu điên cuồng Toàn thân cuộn cuộn kiếm ý Thân hình dồn dập chuyển động Ao ao đánh về phía Khương Tư Nam Kim quang như mưa Khi từng tất cả cường giả cuốn tới Ngập tràn thiên khung như dòng đất lũ mênh mông cuồn cuộn nghiên áp về phía khương tư nam rầm rầm khương tư nam lập tức như tao thụ trọng thương mấy cường giả không tính cổ trần ý kiếm đạo kia thì cũng thôi đi nhưng lục đạo thái tử hàn tuyệt mệnh và quần lâm đều là tuyệt thế cường giả lĩnh ngộ được trần ý kiếm đạo lục đạo luân hồi kiếm ý cực hàn quy khư kiếm ý bổn nguyên kiếm ý cả ba đều là kiếm ý nhất đẳng cực mạnh đồng thời vây giết mà đến âm dương kiếm ý hắc bạch song lòng của khương tư nam lập tức sụp đổ càng người bị vô số kiếm quang đầm trúng thần hồng vô tận oanh kích lên trên người hắn khương tư nam đột nhìn phun ra một ngụm máu tươi càng người bị oanh bay ra sau mấy ngàn trượng nếu không phải là do thân thể hắn cứng rắn vô cùng đã cường đại đến mức biến thái chỉ sợ một kích này đã triệt để đánh chết hắn khương tư nam cười khổ một tiếng cảm giác cực không thoải mái. Một thân thực lượng của hắn cường đại vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác đều không cách nào thi triển ra hết được. Âm dương kiếm ý tuy mạnh, nhưng căn bản không ngăn được nhiều cường giả đến vây công. Khương Tư Nam giao ra hồng bông tạo hóa tháp, tạt tha cho ngươi khỏi chết. Lục đạo thái tử cười thành một tiếng, nhìn Khương Tư Nam nói. Sắc mặt của quân lâm hơi đổi, cũng biết ai à là những người này đã biết thân phận Khương Tư Nam Vậy xem ra khó khăn rồi, sợ rằng dù giết cương tư nam, muốn cướp được hồng bông tạo hóa tháp cũng phải trải qua một hồi lòng tranh hổ đấu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.